những tiện ích đặc biệt của thẻ tín dụng mà bạn nên biết. Hoàn lại tiền khi chi tiêu. Ngân hàng sẽ hoàn lại phần trăm mỗi hóa đơn cho chủ thẻ khi dùng nó để mua sắm, thanh toán. Tích điểm để đổi thưởng. Chủ thẻ sẽ nhận điểm thưởng khi mua sắm, tích lũy đủ điểm có thể đổi sang các phần thưởng khác. Tích lũy dặm để đổi vé máy bay miễn phí. Giống như tích lũy điểm thưởng, chủ thẻ sẽ tích lũy dặm bay, khi tích đủ có thể đổi sang vé máy bay. Còn rất nhiều lợi ích khác mà chỉ khi sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng đó, bạn mới khám phá được hết. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn loại thẻ tín dụng dành riêng cho bạn.